các bạn không, nhiều khi các bạn không biết, có những cái chuyện mà nhiều thủ trưởng của các đơn vị nghệ thuật cầm dao vượt qua những hàm mà là bởi vì có cái sự mà học có công bằng bất công ấy đó, thành ra tôi sợ hồi diễn lắm. Nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc và các nghệ sĩ của sân khấu kịch Thiên Đăng sẽ tham gia liên hoan sân khấu kịch lần đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin này gây bất ngờ bởi nhiều năm qua nghệ sĩ Thành Lộc không tham gia các cuộc thi. Anh lý giải bản thân có nỗi sợ nhất định với các liên hoan hội diễn. Bản thân tôi cũng là một cái người mà không có chịu nổi mấy cái hội diễn. Tôi không quen với những cái hội, mấy cái hội diễn từ toàn quốc cho đến thành phố. Bởi vì thứ nhất là tôi cảm thấy nó bị phù phiếm. Cũng như hồi nãy lúc này cũng chính hội sân khấu cũng đã đặt ra đó, là tôi thấy là có nhiều vở đạt quy chuẩn rất là cao, thành tích gì ca mời ngợi mà xong cái là đi ra là đóng luôn, không diễn được nữa. Trong khi có những cái vở thì chúng tôi có những cái đời sống thật sự của nó với công chúng, với xã hội, thì thật ra tôi nghĩ là tất thực chất của một liên hoan nó phải là như vậy. Nó cũng giống như là các liên hoan phim trên thế giới đó các bạn, thì người ta phải có một cái quy định là cái bộ phim nó cũng phải có một tuần đã đạt rồi, có nghĩa là đo được hiệu ứng doanh thu và tác động của công chúng nói về nó như thế nào thì nó mới có đủ tư cách tham gia liên hoan. Và sau khi nó có một cái thì dĩ nhiên cũng đúng thưa các bạn là nhiều, có những cái bộ phim đạt những cái giải thưởng cao ấy, thì nó là những cái bộ phim mà không có doanh thu cao, nhưng mà rõ ràng là nó có đời sống thật sự. Bởi vì khi mà nó đạt được một cái giải thưởng nào đó rồi thì tự nhiên cái doanh thu của cái phim nó đã tăng lên hẳn luôn, là khán giả lại đổ xô đi xem cái đó. Còn đối với hoạt động sân khấu, tôi chỉ nói ở phạm vi Việt Nam mình thôi, thì ngay cả những cái vở mà đạt những cái giải thưởng rất cao trong hội diễn thì đang mà bán vé không ai coi luôn. Thì như vậy là chúng ta, nó làm cho tôi bị bức xúc từ khi tôi bước ra khỏi trường sân khấu cho tới tận bây giờ là trên 40 năm trong nghề rồi. Tôi không thể hiểu tại sao nó không có cái giá trị thực. Vậy thì cái cách nghĩ của những người trong tổ chức liên hoan và cách nghĩ của những người làm nghệ, những người nghệ sĩ làm nghệ thuật có chênh gì với nhau không? Nó có chênh gì với nhau không? Và tại sao không cùng cách nghĩ này? Như vậy thì chúng một cái vở diễn tham gia một cái liên hoan nghệ thuật nó phải bảo đảm những tiêu chí gì? Cái liên hoan này nó là một cái sự kết nối thiệt ra ngay từ đầu Thiên Đăng không muốn Thiên Đăng tham gia. Tại vì bản thân tôi đụng mấy cái liên hoan chuyên nghiệp của toàn quốc rất sợ quá. Tôi sợ đến tận cổ, cho nên bây giờ nghe nó tôi liên quan là tôi không muốn đứng ra. Không, giờ tôi chỉ lo nấu cơm cho cả nhà tôi ăn thôi. Mà tôi nấu cơm ra mà tôi bày ra tôi bán được bao nhiêu người tới ngồi ăn, người ta bỏ tiền ra tôi mua dĩa cơm tôi là tôi mừng lắm. Đó là cái mà tôi quan trọng nhất đó. Nhưng mà cái vấn đề là tôi bán cái gì và người ta ăn người ta khen ngon, đó cái khen ngon là cái quan trọng nào đó. Chứ còn bây giờ mà tham gia chung với nhau nó chung đụng nhau nó mệt lắm. Đều, nếu mà nó là tiêu chí nghệ thuật, thế nào mới là nghệ thuật? Trong mắt của người này thì cái vở này có nghệ thuật, mà trong mắt người kia cái vở kia mới có nghệ thuật, thì thi với nhau cái gì? Tại vì từ hồi nhỏ lớn thì tôi sợ thi rồi, ngay từ khi học được sân khấu tôi cứ tưởng là học được sân khấu là thoải mái nhất. Nhưng mà khi mà mỗi tới một thi học kỳ một cái là bắt đầu rồi có chuyện là tại sao mày 9 điểm mà tao 8 điểm là nó đã có chuyện rồi. Thành ra bản thân tôi là cái người là quá sợ thi đó. Và tôi cũng đã từng biết có nhiều cái giai thoại trước khi, xin lỗi các bạn trẻ là các bạn không, nhiều khi các bạn không biết, tôi có những cái chuyện mà nhiều thủ trưởng của các đơn vị nghệ thuật cầm dao vượt qua những hàm mà là bởi vì có cái sự mà học có công bằng bất công ấy đó, thành ra tôi sợ hồi diễn lắm. Tuy nhiên lần này nghệ sĩ Thành Lộc quyết định tham gia liên hoan của thành phố bởi nhiều lý do, anh kỳ vọng qua đây có thể truyền lửa cho các bạn trẻ tiếp tục theo đuổi nghiệp diễn. Khi tôi còn ở đơn vị cũ thì đã có liên hoan sân khấu mùa thu, thì đó là cũng là của hội sân khấu và sở văn hóa tổ chức. Thì thiệt sự tôi nói là trong cái không khí tổ chức liên hoan của trong thành phố Hồ Chí Minh mình thì nó có tính chất hội hè, thì nó rõ ràng là nó vui với nhau. Và đảm bảo tiếng như vậy thì mới đúng là liên hoan, cái thi mới chỉ là một cái chữ mình đóng trong ngoặc kép thôi, trong mặt đơn thôi quý vị ơi, các bạn ơi. Chứ chủ yếu là tụi mình có con mình đẹp, con mình xinh thì mình khoe ra với nhau chơi. Chứ thiệt ra thì có khi mình cùng hoạt động hàng đêm với nhau hết, chứ chắc người này đã coi được vợ của người kia. Một cái liên hoan là cái mà để tụi mình ngồi với nhau, tụi mình xem để chia sẻ với nhau những cái cảm xúc đó. Tại vì hơn ai hết, riêng tôi, cá nhân tôi nghĩ ở thành phố Hồ Chí Minh này, mỗi một cái đơn vị nghệ thuật là một màu khác nhau. Tại vì chúng ta chọn thị phần,
muốn hay không muốn, tự nhiên chúng ta sẽ có chọn thị phần. Cái đơn vị mình ở cái thuộc địa bàn của quận nào hay là ở cái trung tâm nào chỗ nào thì mình sẽ có khán giả của cái địa bàn đó, và mỗi một người cái tiêu chí nghệ thuật mình thế nào thì tự nhiên sẽ có khán giả kia chịu ra đến, chứ không dám nói chỗ nào cụ thể nha, chứ như người ta thì dù cho 100 cái đơn vị nghệ thuật ở cùng một tỉnh thì nó cũng có một màu khác giống nhau hết. Tôi có Thanh Thúy phó giám đốc sở còn có nói một câu ở giữa lúc đó, chúng tôi không có tham gia tại vì tôi sợ mấy cái sự so kè lắm từ xưa tới giờ, thì cô có nói như thế này, cô nói là anh Ngọc ơi Thiên Đăng tham gia đi. Tôi còn dẫn giỡn, tôi nói là thôi Thiên Đăng mới có một tuổi mà biết gì tham gia, cái nói thôi anh đừng có dẫn chơi vậy. Cái điều quan trọng là Thúy muốn, sở văn hóa muốn là đây là một cái sự giống như là mình tạo một cái đường liên với nhau, sự liên kết giữa các đơn vị nghệ thuật với nhau. Và đôi khi xã hội hóa nó có cái ưu điểm của nó nhưng nó cũng có cái nhược điểm. Thì cái nhược điểm đó là cái gì? Là cái nồi cơm mình ai nấy nấu, cho nên đôi khi không ai biết đến ai nữa thì cái đó nó cũng không vui đó. Thì cái liên quan đó là một cái sự kết nối giữa tất cả các đơn vị nghệ thuật lại với nhau, tại vì thiệt ra cho tụi mình cũng cùng lò sinh ra mà, đúng không các bạn? Trong liên hoan lần này, sân khấu Thiên Đăng tham dự với vở Giáng Hương. Kịch bản được phát triển từ tuồng Sân khấu Về Khuya của cố soạn giả Nam Châu. Thời gian qua, vở kịch cũng được đông đảo khán giả đón nhận tại sân khấu Thiên Đăng. Đặc biệt, nghệ sĩ Thành Lộc cho biết vở diễn vẫn bán vé khi dự thi, chứ không để không khí như các buổi thi thường thấy. Anh mong hội đồng nghệ thuật, giám khảo cảm nhận được không khí thật của vở diễn. Liên hoan sân khấu kịch thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất với chủ đề Khát vọng phương Nam sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 29 tháng 11. Có sự tham gia của 20 đơn vị sân khấu trong và ngoài công lập. Tổng cộng có 25 vở diễn tham gia thi với sự góp mặt của 300 nghệ sĩ, diễn viên.